Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục thanh trang kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế với tiến sĩ Tạ Cự Hải Kính chào quý khán giả của SPTN Chúng tôi là Tạ Cự Hải từ thủ đô Washington DC Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua Thị trường chứng khoán cuối tuần thứ 6 ngày 2 tháng 8 2019 Dow Jones 26.000

Giá vàng là 1453 đô la 50 cent một ounce căn cứ vào thứ sáu mùng 2 tháng 8 2019. Giá dầu thô là 55 đô la 19 cent một barrel cũng căn cứ vào thứ sáu mùng 2 tháng 8 2019. Và giá xăng là 2 đô la 721 một gallon căn cứ vào kiện từ công ty AAA thứ sáu mùng 2 tháng 8 2019. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương euro chấm 9004 của đồng euro Liên hiệp Âu Châu căn cứ vào thứ sáu mùng 2 tháng 8 năm 2019. Cũng 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương với 0.822 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.94 của đồng Yuan nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 106.58 của đồng Yen của Nhật Bản, tương đương với 65.23 của đồng Rabo của Nga, tương đương với 1.32 của đồng đô la Gia Nó Đại và tương đương với 1.47 của đồng đô la Úc Đại Lợi lãi suất mortgage. Theo công ty Freddie thứ năm ngày 11 tháng 8 2019, 30 năm cố định là 3.75% và 15 năm cố định là 3.2%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 27 tháng 7 2019 có 215.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, tăng 8.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 230 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 20 tháng 7 2019, Mỹ có 1 699.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 22.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 7 2019 đã cung cấp 164.000 việc làm mới. Tuy không đạt được mức kỳ vọng, nhưng các chuyên gia kinh tế kết luận rằng chắc chắn Riêng trong tháng 7 đã có thêm 370.000 người gia nhập vào lực lượng lao động hơn thường lệ, nên khiến cho tỷ số thất nghiệp vẫn ở mức 3.7%. Phần lớn số công việc làm mới được cung cấp bởi nhiều ngành nghề khác nhau đã tạo thêm sức mạnh của kinh tế Mỹ. Lương trung bình của dân Mỹ trong tháng 7 tăng khoảng 3.2% so với mấy tháng đầu năm của 2019. Tổng sản lượng nội địa GDP Gross Domestic Product cho tam cá nguyệt thứ nhì tháng 4, tháng 5 và tháng 6 của năm 2019 đã được Bộ Thương mại công bố là cộng 2.1%, là một tỷ số phát triển kinh tế tuy chậm của Mỹ nhưng vẫn vượt trên sự kỳ vọng của các nhà kinh tế và thấp hơn cộng 3.1% của tam cá nguyệt thứ nhất. Bình luận về kinh tế Mỹ. Tuần này thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có cả ba chỉ số đều đi xuống, vì thứ nhất không có kết quả tốt đẹp như mong muốn về cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sau khi đã kết thúc cuộc họp tại Thượng Hải tuần qua. Và thứ nhì, quỹ dự trữ liên bang mặc dù đã cho hạ lãi suất chính trong tuần qua chấm 25% nhưng lại chưa có thời khóa biểu lâu dài cho chương trình được tiếp tục. Thị trường chứng khoán kết thúc tuần lễ với thứ sáu, Dow Jones mất gần 100 điểm hay 0.4%. S&P 500 mất 0.7% và Nasdaq mất 1.3%. Trong khi kinh tế Mỹ hơi chậm lại trong địa nhị tam cá nguyệt, nhưng giới tiêu thụ của Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, chứng tỏ tỷ số dân Mỹ chấp nhận sự quản trị và chính sách kinh tế của Tổng thống Donald Trump lên cao hơn trước nhiều. Thông báo về việc làm từ Bộ Lao động của Mỹ và ngay cả nhận định của New York Times cũng đã tin tưởng vào tình trạng kinh tế phát triển tích cực hiện nay. Riêng ngày thứ Sáu mùng 2 tháng 8, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm trừ 2.11%. Chỉ số Hong Kong Hang Seng giảm trừ 2.35%. London FTSE 100 giảm trừ 2.34%. Shanghai Composite giảm trừ 1.41% và chỉ số DAX của Đức giảm trừ 3.11%. Chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa, giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng nên rất nhạy cảm với tin tức thời sự bên ngoài và không nhất thiết luôn luôn phản ảnh trung thực tình trạng kinh tế của nước Mỹ. Sự nhạy cảm này thường chỉ có giá trị đoạn kỳ mà thôi. Mỹ tiếp tục cấm vận North Korea, Iran và Venezuela. Tình hình an ninh bất ổn tại Venezuela và vùng mũi Hormuz của vùng vịnh Iran tiếp tục gây căng thẳng cho an ninh toàn cầu và thị trường dầu thế giới. Bộ trưởng kỹ nghệ dầu của Saudi Arabia đã phát biểu Iran phải chịu trách nhiệm đã gây ra tình trạng an ninh nguy hiểm tại vùng vịnh Iran. Đồng đô la tuần qua lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la lên giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, so với đồng Yuan nhân dân tệ của Trung Quốc, so với đồng Rappo của Nga, so với đồng đô la Úc Đại Lợi. Đồng đô la xuống giá so với đồng Yen của Nhật, nhưng đồng đô la lại không thay đổi so với đồng đô la Gia Nã Đại. Giá dầu thô hiện đang ở mức 55 đô la 19 cent một euro, giá xăng ở mức 2 đô la 721 một gallon. Giá vàng lên mức 1453 đô la 50 cent một ounce hôm thứ sáu, mùng 2 tháng 8. Lãi suất mortgage xuống mức 3.75% cho 30 năm cố định và 3.2% cho 15 năm cố định. Kinh tế thế giới. Washington sẽ tổ chức một loạt các cuộc thương nghị vào đầu tháng 9 sắp tới để các nước liên hệ về cuộc chiến bộ dịch, mua bán sản phẩm nông nghiệp giữa Mỹ và Trung Quốc, vấn đề cưỡng bách thuyên chuyển kỹ thuật, quyền tài sản, tinh thần và các dịch vụ khác. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sbtn.tv. Thành Trang kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự dạ tiệc ca nhạc gây quỹ, công lý cho nạn nhân Formosa. Vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 11 tháng 8 2019 tại Royal China Restaurant, 3960 Venture Drive, Duluth, Georgia 30096, với sự góp mặt của MC Nam Lộc, nhạc sĩ Việt Khang cùng danh ca Y Phương. Mọi chi tiết xin liên lạc ông Đinh Văn An 7708150709, ông Trần Đức Anh 4049368870.